197. Xin chào mọi người, đây là cái bồn 10 khối của Hát Vân Ta, bồn nằm nhá. Chiều ngang cái chân bồn là 1m97. Đây chiều dọc luôn. Chiều dọc của chân bồn là 2m80. Bồn Hát Vân Ta này là bồn cũ nhưng mà còn đẹp lắm, chứ chảy lủng gì hết. Lỗ phi hài đường ra là 90 luôn. Bồn chân rất chi chắc chắn. Chân của bồn Hát Vân Ta được làm từ mấy thanh? 1, 2, 3, 4, 5 thanh. 5 thanh dọc, 5 thanh ngang. Chiều cao cả chân là 22 hả? Vậy đường kính bồn là 1m9. Bồn đẹp chưa? Bồn cũ mà như mới. Hôm nay em xuất cái bồn này rồi nha. Nếu mà khách hàng nào có ưng thì hẹn lần sau. Bồn này giao cho một khách ở Bình Dương. Bồn Hát Vân Ta làm cả chân đi lên để mình vệ sinh bồn nước luôn. Chân vẫn còn mới. Phía dưới bồn cũng vẫn còn trắng luôn, chưa hề bị gì xét. Bồn đẹp không mọi người? Rồi tạm biệt mọi người.